Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Nhờ Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thưa các bạn, như các bạn đã biết thì MSC mới ra mắt phiên M-Day với dự án Togolette DEX với tên mã là TGT, và để chạy chiến dịch M-Day cũng như là để cổ động chiến dịch M-Day trong một cái giai đoạn mà thị trường đang downtrend như thế này thì MSC có đưa ra một chương trình iRope, trong đó thì anh em sẽ có một sự kiện độc quyền đến từ sàn MSC sàn MX Việt Nam với giá thưởng là 300 MX. Trong sự kiện này anh em sẽ theo dõi tài khoản Twitter MX Việt Nam test 5 coin có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, đồng thời retweet lại post này, nay tweet này, và sau đó thì chúng ta sẽ gửi cái phần thông tin. Ở đây thì cái công việc chúng ta rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ mở tài khoản MSC ra. Chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram của MSC, chúng ta mở ra này. Trước tiên là join vào nhóm Telegram của MSC một này. Rồi tiếp theo. Chúng ta sẽ theo dõi tài khoản Twitter Make Việt Nam, rồi mình sẽ tìm nhé, tìm kiếm Make Việt Nam. Chúng ta có nhóm Twitter của Make Việt Nam này. Đây anh em này. Đó, chúng ta sẽ tiến hành follow nhé. Tiếp theo là test 5 cool sức ảnh hưởng, đồng thời report lại post này. Năm cool retweet này post đây. Trước tiên chúng ta sẽ tìm đến cái post về cái event đây, đây cái post này nhé, post 38 giờ 38 phút trước này. Này này, bây giờ chúng ta sẽ test 5 cool có sức ảnh hưởng. Ở đây toàn bọn tây thôi, tây điểm gì tâm ra được cái kèo này. Chúng ta sẽ test thì mình sẽ tìm cho các bạn 5 cool nhé, các bạn chờ tí mình tìm trong danh sách của mình xem 5 cool đây. Ok, mình đã tìm được những danh sách cool rồi. Trong đó chỉ là cool của Mac thôi. Đây chúng ta có cool Dada và Ngọc Miu của bên Mac này. Và có một cool hình như là của bên Block Tiền Ảo. Và một cool hiện nay đang thi Hoa hậu. Hoa hậu Việt Nam. Và cool đầu tiên thì là mình đây. Nhưng mà thôi được, không biết là Nguyên Phạm thì anh thôi rồi, mình sẽ cứ ấn vào nút tít đi. Đó. Rồi thế rồi thì chúng ta sẽ test link và retweet, chúng ta thể thêm vào đây này. UID tài khoản Max này. Tài khoản Telegram các bạn cũng sẽ điền vào Telegram. Tiếp theo là UID của Max. Max thì chúng ta sẽ ấn vào phần UID để người ta copy nhé. Đấy, để chúng ta đến đoạn số UID thôi, chúng ta sẽ lộp lên và ta có gửi biểu mẫu hoàn tất trình ký là xong. Thì trong cái sự kiện này nếu như mà anh em mà chiến thắng giải thì mỗi người sẽ nhận được 3 MX, sẽ có 100 người dùng ngẫu nhiên và thời gian sự kiện thì kết thúc vào ngày 13 tháng 5 anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về dự án này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn, chúng ta tiếp theo.